Rồi quý vị ơi, tiếp theo combo 726 nha quý vị. Hai cây kim ba xưa 200k bao phí ship ha. Anh chị em nào mua thì vui lòng chuyển khoản trước nha quý vị. Rồi đây tôi quay từ cây nha. Đây cây số 1 nè. Cái này thì lâu lâu lấy vài cây bán thôi nha quý vị chứ không có nhiều nha. Cây số 2. Bán cho nó có vui vậy thôi, duy trì. Rồi hai cây 200k bao phí ship toàn quốc. Lon một cụm tỷ lệ nha quý vị. Cái này kim ba xưa thì lá nó lúc nào cũng xanh đậm hết ha. Vậy quý vị lấy nước cơm do gạo hàng ngày á, tưới cái nước mà nấu cơm á, do gạo hàng ngày tưới, khỏi cần tưới phân luôn. Còn anh chị em nào có phân bón lá thì cứ xịt lên tuần 10 bữa xịt lần. Còn có phân nào thì bón phân nấy, thí dụ biết bón nha. Còn không cứ lấy nước do gạo hàng ngày tưới tất cả các cây luôn. Rồi xuống luôn nha quý vị.